Tháng 3 biên giới là chương trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ cả nước cùng nhau hướng về biên cương Tổ quốc, thể hiện sự xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Đây là dịp tuyên truyền sâu rộng tình yêu quê hương đất nước, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là buổi lễ chào cờ tại cột mốc biên giới được tỉnh đoàn Đắk Lắk và tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với đồn biên phòng York Bre tổ chức. Hoạt động này nằm trong chương trình tháng 3 biên giới được các đơn vị phối hợp tổ chức với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi. Bản thân tôi thì đã được tham dự rất là nhiều các cái buổi chào cờ, những cái buổi lễ long trọng. Tuy nhiên là giờ phút này khi được đứng tại cột mốc biên cương và được tham dự lễ chào cờ thì bản thân cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Thông qua các đồng chí này, các cái nội dung tuyên truyền, giáo dục và định hướng hơn nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ qua các hoạt động tháng 3 biên giới và các hoạt động vì biên giới hải đảo, thì sẽ lan tỏa cái giá trị giáo dục truyền thống cũng như cái hiệu quả của công tác giáo dục nó sẽ được tăng cường hơn trong cái thời gian tới. Ngày hôm nay chúng tôi được phối hợp tổ chức hoạt động chào cờ và kết nạp đoàn tại cột mốc. Đây là hoạt động góp phần tuyên truyền về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho thế hệ trẻ, đồng thời để góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong chuỗi các hoạt động tháng 3 biên giới tại Đắk Lắk, các tổ chức đoàn đã huy động nhiều nguồn lực đẩy mạnh hoạt động tình nguyện hướng về vùng biên như trao tặng các công trình thanh niên, thắp sáng đường biên, kết nạp đoàn viên tại cột mốc, trao quà, học bổng tặng các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, thắt chặt tình cảm, đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tháng 3 biên giới là một khoảng thời gian ý nghĩa. Tôi hy vọng mình có thể góp một phần sức lực của mình để có thể giúp ích cho mọi người, đặc biệt là những vùng biên giới. Trong thời gian qua, các hoạt động hướng về biên giới đã được các đơn vị kết nghĩa với tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đạt được kết quả cao để được giới thiệu về chủ quyền biên giới quốc gia, và từ đó thì tạo nên một ý thức về lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Chương trình tháng 3 biên giới năm nay được triển khai với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc, thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tháng thanh niên năm 2023. Đây là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, thể hiện quyết tâm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.